Kính chào quý vị và các bạn đã đến với kênh Tin Mới. Ngày hôm nay đã diễn ra những sự kiện nóng và đáng chú ý nào? Tình hình chính trị xã hội trong nước và quốc tế có gì đặc biệt? Hãy cùng đón xem ngay sau đây. Bị ảnh hưởng bởi thời tiết cực đoan, kể từ tuần trước mưa lớn đã làm ngập lụt các tỉnh Tứ Xuyên và Cam Túc của Trung Quốc. Điều kỳ lạ là tuyết trắng bất ngờ rơi xuống khu tự trị dân tộc Tây Tạng Gannan của tỉnh Cam Túc vào tối ngày thứ Năm. Các quận Luku và Maku đã chuyển từ giữa mùa hè sang mùa đông khắc nghiệt chỉ sau một đêm. Tuyết bao phủ mùa màng và ảnh hưởng đến nông nghiệp và chăn nuôi gia súc của địa phương. Tỉnh Cam Túc hứng chịu mưa lớn từ tuần trước và đến nay lũ lụt vẫn tiếp diễn. Lũ quét đã bùng phát ở huyện Ôn, thành phố Long Nam, nằm ở ngã ba Tứ Xuyên và Cam Túc. Điều kỳ lạ hơn nữa là các quận Luku và Maku ở Gannan, Cam Túc chỉ sau một đêm có tuyết rơi đầu mùa hè biến thành mùa đông khắc nghiệt. Sau nhiều tháng không có thời gian chuẩn bị, mùa màng và vật nuôi đều bị ảnh hưởng rất nghiêm trọng. Về vấn đề này, cư dân mạng Trung Quốc cho biết, năm nay có nhiều điều kỳ lạ quá, năm nay lại có bệnh dịch và lũ lụt, tôi thực sự sợ hãi. Mặc dù tôi muốn kết thúc năm nay một cách nhanh chóng, nhưng không cần thiết phải bỏ qua mùa hè, mùa thu và bước vào mùa đông nhanh chóng như thế. Trung Quốc đã trải qua những trận mưa lớn kể từ đầu mùa lũ. Lưu vực Tứ Xuyên ở thượng nguồn sông Dương Tử đã hứng chịu những trận mưa lớn kể từ thứ Năm tuần trước, bị ảnh hưởng bởi mưa xối xả. Các dòng chính và một số nhánh của sông và sông Fujiang ở tỉnh Tứ Xuyên, sông Minjiang, sông Tuojiang và sông Jialing vẫn ở mức vượt mực nước cảnh báo và đang ở mức không an toàn. Mực nước sông Dương Tử ở Trùng Khánh đã dâng lên 5m chỉ sau một đêm. Cục Thủy văn của Ủy ban Bảo tồn nước sông Dương Tử Trung Quốc cho biết, trận lũ sông Dương Tử số 3 năm 2023 đã được theo dõi tại trạm Côn Tan trên thượng nguồn sông Dương Tử vào đầu giờ sáng nay. Theo báo cáo tổng hợp của các phương tiện truyền thông, Cục Thủy văn của Ủy ban Bảo tồn nước sông Dương Tử thuộc Bộ Tài nguyên nước Trung Quốc đã công bố vào lúc 5 giờ sáng nay rằng, lũ lụt số 3 sông Dương Tử năm 2023 đã hình thành ở thượng nguồn sông Dương Tử với lưu lượng đạt 59.000 mét khối mỗi giây. Hiện tại, đỉnh lũ đã đến Trùng Khánh, tạm Hu Tu O ở quận Yong, Trùng Khánh đã chứng kiến mực nước cao nhất vào sáng nay, cao hơn khoảng 5 mét so với mực nước lúc 8 giờ hôm qua. Mưa xối xả nhiều ngày cũng đã gây ra lũ lụt ở nhiều nơi ở tỉnh Tứ Xuyên. Vài ngày trước, một số người đã chụp được ảnh một con tàu chở hàng trống rỗng ở Lạc Sơn, tỉnh Tứ Xuyên bị lũ cuốn trôi khi sông Minjiang tràn qua biên giới. Thủ phủ thành đô của tỉnh cũng không tránh khỏi cảnh tượng kinh hoàng, với nhiều ô tô trong khu đô thị bị ngâm mình trong biển nước bao la. Vâng, thưa quý vị, kể từ đầu mùa mưa lũ, nhiều nơi ở Trung Quốc liên tục xảy ra mưa xối xả. Riêng đập Tam Hiệp đã trải qua 3 đỉnh lũ với lưu lượng đạt 50.000 mét khối mỗi giây. 65,66 triệu người đã bị ảnh hưởng bởi lũ lụt. Thiệt hại kinh tế trực tiếp là 188,05 tỷ nhân dân tệ, tương đương 797,92 tỷ đài tệ. Nhưng nhấn mạnh rằng số người mất tích và người chết chỉ là 289, bằng hơn một nửa so với mức trung bình của 5 năm trước năm. Dựa trên các báo cáo của phương tiện truyền thông Trung Quốc, Văn phòng Thông tin Quốc vụ Viện Trung Quốc đã tổ chức một cuộc họp báo hôm nay để giải thích về lũ lụt, thừa nhận rằng lượng mưa lớn năm nay quá nhiều, tập trung nhanh về cả thời gian và không gian, gây ra 12 trận lũ lụt ở các con sông lớn như sông Dương Tử, sông Hoàng Hà, sông Hoài, sông Châu Giang và Thái Hồ. Trong trận lũ thứ hai, đập Tam Hiệp có 3 đỉnh lũ 55.000 mét khối mỗi giây và trung lưu và hạ lưu hồ Động Đình và Bà Dương. Các khu vực hồ đều trong tình trạng báo động, thời gian dài nhất trong tình trạng báo động là 42 ngày. Joshua En, Tổng Thư ký Bộ Tư lệnh Quốc phòng Trung Quốc, Thứ trưởng Bộ Quản lý Khẩn cấp và Thứ trưởng Bộ Tài nguyên nước, cho biết mùa mưa ở lưu vực sông Jian nhận được lượng mưa 869,2mm và kéo dài trong 62 ngày. Đây là mùa mưa đầu tiên trong lịch sử kể từ năm 1961. Joshua En giải thích rằng thảm họa lũ lụt đã khiến 65,66 triệu người bị ảnh hưởng và thiệt hại kinh tế trực tiếp là 188,05 tỷ nhân dân tệ, nhiều hơn 14,7% và 17,5% so với mức trung bình của 5 năm trước. Nhưng 289 người đã thiệt mạng và mất tích, cùng 59.000 ngôi nhà bị sập, thấp hơn trung bình 5 năm trước là 59,8% và 65,3%. Và thiệt hại do thiên tai gây ra rất nặng nề nhưng số người thương vong không nhiều. Quý vị thân mến, hàng loạt ngôi làng ở Hà Nam, Trung Quốc vẫn đang bị cô lập trong biển nước vì trận lũ lụt kinh hoàng nghìn năm có một, và hàng nghìn người dân vẫn mòn mỏi chờ giải cứu. Giang Quen ngồi trên nóc nhà ôm hai con nhỏ, nước lũ đã nhấn chìm toàn bộ ngôi làng và Giang quyết định sẽ bơi ra ngoài. Người dân ở làng Xiajua Chuan thuộc quận Huy, thành phố Tân Hương, tỉnh Hà Nam đang trông đợi mòn mỏi để được giải cứu sau khi trận lũ lịch sử quét qua tỉnh này. 65 người đã thiệt mạng và ngôi làng trên gần như đã bị cô lập với thế giới bên ngoài vì nước lũ. Ngày hôm qua, Giang đã bơi được ra bên ngoài ngôi làng, trên người mặc đúng một chiếc quần. Anh lấy những gói mì tôm mà một người họ hàng mang đến tiếp tế và bắt đầu ăn chúng. Đây là bữa ăn đầu tiên của anh trong 2 ngày. Tôi muốn tìm một cái thuyền kayak và trở về nhà để đón gia đình tôi, Giang nói. Con đường duy nhất dẫn tới làng Xiajua Chuan đã ngập trong nước lũ cao quá đầu Giang.
đội cứu hộ chưa thể đưa hết mọi người ra bên ngoài vì họ mới vừa tiếp cận được ngôi làng. Nhiều người vẫn còn cảm thấy rất hoảng loạn do nguồn lực cứu hộ còn hạn chế. Xe tải và thuyền kayak đã được triển khai để đưa trẻ con và người lớn tuổi ra trước, và hàng nghìn người dân làng mệt mỏi, kiệt quệ vì trận lũ vẫn phải tiếp tục ngồi chờ. Cảnh tượng như ở làng Xiajua Chuan đã xuất hiện tại nhiều khu vực khác ở Hà Nam sau trận mưa lụt kinh hoàng tuần này. Ít nhất 7 hồ chứa bị tràn, nước chảy ra khỏi các kênh thủy lợi đổ tới sông Wei, nhấn chìm các ngôi làng ở hạ lưu. Trước khi trận lũ kinh hoàng xuất hiện, Dòng Cha chưa bao giờ nghĩ rằng mưa sẽ để cô rơi vào tình huống sinh tử. Căn nhà một tầng của cô ở làng Nga Mua, quận Hui, cách Tân Hương 26 km được bao quanh bởi các khu đất nông nghiệp chuyên để canh tác. Tuy nhiên, vào đêm ngày thứ ba, người phụ nữ 34 tuổi và con trai 1 tuổi không thể ngủ vì nghe thấy tiếng mưa rất lớn. Cô cũng chăm chú lắng nghe tín hiệu cảnh báo từ chính quyền địa phương thông qua loa phóng thanh. Vào 3 giờ sáng, nước bắt đầu tràn vào nhà rong, nhanh chóng ngập lên mắt cá chân. 3 giờ đồng hồ sau, khi cô và chồng bế con thoát ra ngoài, ngôi làng quen thuộc trước mắt trở thành cảnh tượng đáng sợ với mênh mông nước. Nước ngập tới ngang lưng tôi. Tôi phải đưa con tới nhà người họ hàng có nhà 2 tầng. Đó là cách duy nhất con được an toàn. Tôi mất cả giờ đồng hồ để đi quãng đường 200m ra khỏi làng. Thông thường tôi chỉ mất vài phút. Dòng kể lại, từ 8 giờ ngày thứ 6 tuần trước tới 18 giờ ngày thứ 4 tuần này, Tân Hương ghi nhận lượng mưa 1.007mm, mức cao kỷ lục trong lịch sử, với lượng mưa chút xuống trong 1 giờ đồng hồ đạt đỉnh là 160,9mm. Với nguồn lực cứu hộ còn hạn chế, trẻ nhỏ và người cao tuổi được ưu tiên. Vì vậy, nhiều người phải trèo lên mái nhà để ngồi chờ sự trợ giúp. Dòng ước tính khoảng 2.500 người đã bị kẹt lại trong làng Nga Ngua. Ngôi làng chưa bao giờ bị ngập và người dân không thể ngờ tới diễn biến này sẽ xảy ra. Trận lũ lịch sử nghìn năm có một ở Hà Nam đã ảnh hưởng nghiêm trọng tới 3,6 triệu người khi các thành phố, làng mạc bị ngập trong nước, đường xá bị phá hủy và lở đất đã xảy ra. Khi trả lời phỏng vấn SCMP, Dòng đã đứng hàng giờ đồng hồ trên con đường gần làng cô, nơi đã biến thành một hòn đảo bị cô lập vì nước lũ. Dòng chưa ăn uống bất cứ thứ gì trong nhiều giờ. Tuy nhiên, Dòng vẫn may mắn vì gia đình chị vẫn an toàn. Nhiều người đã mất liên lạc trong trận lũ kinh hoàng. Một cư dân tên Đinh Di cho biết ông bà của cô, những người sống tại quận Phan Quan của Tân Hương đã bị mắc kẹt trong nhà và chưa có tin tức gì từ tối hôm thứ ba. Thưa quý vị, theo tin tức của Đài Tiếng Nói Trung Quốc, kể từ hôm qua một dải mây mưa lớn đã cố thủ như một con rồng khổng lồ trên bầu trời ở các khu vực Tây Nam đến Đông Bắc của Trung Quốc đại lục. Hầu hết các khu vực phía Bắc, Đông Bắc Trung Quốc, phía Đông và phía Nam lưu vực Tứ Xuyên liên tiếp có mưa lớn. Mưa lớn cũng xảy ra ở một số khu vực như Bắc Kinh, Cam Túc, Tứ Xuyên, Thiểm Tây, Thiên Tân và nhiều nơi khác hứng chịu mưa lớn. Bắt đầu từ khoảng 10 giờ sáng hôm qua, mưa lớn đã ập xuống toàn thành phố Bắc Kinh. Tính đến 11 giờ đêm qua, lượng mưa trung bình ở khu vực nội thành Bắc Kinh đạt 216mm, vượt xa mức 72mm của trận mưa xối xả năm ngoái. Trong đó, điểm có lượng mưa lớn nhất là ở Tu Oli, quận Phang Han, đạt 396mm. Theo Cục Khí tượng Bắc Kinh, đây là lượng mưa lớn nhất trong 61 năm kể từ khi Bắc Kinh có hồ sơ quan trắc khí tượng vào năm 1951. Do mưa lớn, Bắc Kinh đã đưa ra tín hiệu cảnh báo mưa bão màu cam đầu tiên trong lịch sử vào ngày hôm qua. Cơn mưa cuối tuần qua cũng đã mang đến nhiều rắc rối cho Bắc Kinh. Trước hết là ảnh hưởng đến việc đi lại của người dân. Từ vành đai 2 đến vành đai 4, nhiều cầu vượt trũng bị ngập, giao thông gián đoạn, một số đoạn đường bị nước sông tràn vào. Một số khu vực dân cư bị ngập lụt nghiêm trọng và hàng trăm ô tô bị ngập nước. Theo Cục Kiểm soát Giao thông Bắc Kinh, tình trạng đường xá xấu khiến hệ thống xe buýt mặt đất ở Bắc Kinh hôm qua gần như tê liệt. Nhiều người chuyển sang các ga tàu điện ngầm gần đó để đi tàu điện ngầm. Trên tuyến sân bay dẫn vào sân bay thủ đô, tàu điện ngầm bị mất điện do nước mưa ngập tấm cảm ứng tàu điện ngầm, khiến một số đoạn đường bị đình trệ, nhưng đã sớm hoạt động trở lại. Ngoài giao thông mặt đất gần như tê liệt, tình hình giao thông hàng không cũng hết sức nghiệt ngã. Theo báo cáo, bị ảnh hưởng bởi mưa lớn, hơn 500 chuyến bay đã bị hủy hoặc hoãn tại sân bay thủ đô vào ngày hôm qua và hơn 80.000 hành khách đã bị mắc kẹt tại sân bay. Tính đến 3 giờ sáng nay, sân bay thủ đô đã hủy 545 chuyến bay, 28 chuyến bị hoãn hơn 1 giờ. Thông tin mới nhất, đến khoảng 3 giờ 40 phút sáng nay, trên sân bay thủ đô và vùng trời lân cận đã hết mưa, hiện các chuyến bay cất, hạ cánh đã cơ bản trở lại bình thường, như ở mỗi cửa sổ làm thủ tục đã có hàng dài người xếp hàng. Điều này cho thấy chuyến bay bị ảnh hưởng bởi thời tiết hôm qua vẫn đang được xử lý. Kính thưa quý vị, Trung tâm Khí hậu Quốc gia cho biết hôm nay rằng trong 5 ngày tới, lượng mưa ở Trung và Hạ Lưu Sông Dương Tử phổ biến từ 150-300mm. Đây là đợt mưa mạnh nhất ở Trung Quốc kể từ đầu mùa lũ. Dữ liệu cho thấy trong 5 ngày tới khu vực phía Nam An Huy và phía Đông Hồ Bắc đã vượt quá 300mm. Khu vực có lượng mưa trên 80mm và trên 150mm lần lượt là 1,088 triệu km vuông và 401.000 km vuông. Cả hai đều là lớn nhất kể từ năm nay. Khu vực có lượng mưa trên 3.000mm đạt 64.000 km vuông,
Tổng cộng có 10 quận và thành phố đã vượt qua giá trị cực đại của lượng mưa vào ngày thứ 3, và lượng mưa hàng ngày của 6 quận và thành phố đã vượt qua giá trị cực đoan lịch sử. 10 giờ hôm nay, Đài khí tượng Trung ương phát cảnh báo mưa dông màu xanh. Đây cũng là cảnh báo mưa dông màu xanh đầu tiên kể từ cuối tuần trước. Trước đó, Đài khí tượng Trung ương đã đưa ra cảnh báo mưa dông màu cam trong 6 ngày liên tiếp, trong đó cảnh báo mưa dông màu cam đầu tiên của năm nay được đưa ra vào tuần qua. Đài quan sát khí tượng Trung ương dự báo, từ 14 giờ hôm nay đến 14 giờ ngày mai, ở trung tâm An Huy, Nam Trung tâm Giang Tô, Trung tâm và Đông Hồ Bắc, ven biển phía Nam Trung Quốc sẽ có mưa to hoặc mưa rất to ở Đông Bắc Hồ Bắc, dãy núi Gia Bia ở An Huy, các khu vực ven biển phía Nam Quảng Tây, có mưa bão lớn ở các khu vực thuộc lưu vực Tây Nam Tứ Xuyên và những nơi khác, và có mưa bão cực lớn từ 300 đến 350mm cục bộ ở lưu vực Tây Nam Tứ Xuyên. Ngoài ra, dự kiến hôm nay phạm vi mưa lớn ở Trung và Hạ Lưu Sông Dương Tử sẽ thu hẹp lại, lượng mưa ở Hạ Lưu Sông Dương Tử sẽ giảm đi đáng kể. Tuy nhiên, vẫn có mưa to đến rất to ở phía Đông Hồ Bắc và những nơi khác có mưa lớn cục bộ. Do lượng mưa lớn trong giai đoạn đầu nên khu vực phía Đông Hồ Bắc cần chú ý phòng chống thiên tai như lũ lụt trên các sông vừa và nhỏ. Bản tin vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình ngày hôm nay của Tin Mới. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Mọi ý kiến đóng góp quý vị hãy để lại trong phần bình luận video này để chúng tôi có thể kịp thời giải đáp. Xin chào và hẹn gặp lại. Mỹ phản đòn dội bom cho nổ tung tàu sân bay mới nhất của Trung Quốc ở Biển Đông. Thưa quý vị, quân đội của Mỹ nổi giận đùng đùng khi Bộ Quốc phòng của Trung Quốc đưa tin hải quân của nước này đã bắn cháy 6 tàu sân bay USS thuộc hạm đội Thái Bình Dương của Hoa Kỳ. Nhận được tin hoang mang đó, hải quân của Mỹ đã ngay lập tức bí mật phản đòn. Quân đội của Mỹ đã điều 10 máy bay ném bom cho nổ tung tàu sân bay được cho là mới nhất của Trung Quốc đang hoạt động tại eo biển Đài Loan thuộc phân khúc của Biển Đông. Thưa quý vị, theo tờ báo bưu điện Hoa Nam của Trung Quốc cho biết, sau khi biết tin tàu sân bay của mình bị quân đội của Mỹ dội bom, các quan chức trong chính quyền ông Tập Cận Bình rất tức giận vì đang lên kế hoạch trả đũa hải quân Mỹ ở Biển Đông. Theo tờ báo New York Times của Hoa Kỳ, trích dẫn lời một đô đốc thuộc hạm đội Thái Bình Dương của Mỹ cho biết, chúng tôi đã ra quyết định dội bom rất nhanh chóng lên tàu sân bay được cho là mới nhất của Trung Quốc khi nghe tin hải quân Bắc Kinh hôm qua đã bắn hạ 6 tàu chiến của chúng tôi. Đó là một tin thứ thiệt và chúng tôi quyết định điều 10 máy bay ném bom đang neo đậu trên tàu sân bay USS Dragon bí mật bay từ ngoài Biển Đông vào eo biển Đài Loan, nơi mà con tàu sân bay của Trung Quốc đang hoạt động ở đó. Và chúng tôi đã cho dội tổng cộng 20 quả bom làm cho nổ tung con tàu sân bay của phía Trung Quốc. Và theo lời đô đốc nhấn mạnh rằng, chúng tôi làm việc này là để cảnh báo hải quân của Trung Quốc và nhắn nhủ tới chính quyền ông Tập Cận Bình rằng Trung Quốc không nên có những hành động khiêu khích chúng tôi, nhất là đụng chạm tới hạm đội tuần duyên Thái Bình Dương của Hoa Kỳ ở ngoài Biển Đông. Thưa quý vị, theo các nhà quan sát cho biết, hành động giải bom của quân đội Mỹ lên tàu sân bay của Trung Quốc là một động thái đáp trả cứng rắn trong bối cảnh Mỹ-Trung đang hết sức căng thẳng trên tất cả các mặt trận. Các nhà quan sát còn cho biết thêm, dưới thời Tổng thống Mỹ trước, Mỹ ít khi quan tâm tới Biển Đông vì Mỹ dồn sức vào chiến trường Trung Đông, nên những năm vừa qua, chính quyền của ông Tập Cận Bình thỏa sức vẫy vùng ở Biển Đông. Họ đã chiếm được gần như trọn vẹn Biển Đông vào tay của Bắc Kinh khi chính quyền của ông Tập Cận Bình tự vẽ ra con đường lưỡi bò, bất chấp sự phản đối của các nước Đông Nam Á và cộng đồng trên toàn thế giới. Được chân lân lên đầu, chính quyền ông Tập Cận Bình còn chiếm đóng các đảo đá của các nước ở ngoài vùng Biển Đông để cho xây dựng bồi đắp. Và bây giờ Bắc Kinh đã sở hữu tổng số 7 hòn đảo nhân tạo đồ sộ ngoài Biển Đông, nơi mà Bắc Kinh cho xây dựng 100 tòa nhà cao tầng, một sân bay cỡ lớn và rất nhiều cảng tàu biển. Được biết, trong những năm vừa qua, Trung Quốc đã cho xây rất nhiều căn cứ quân sự trên 7 hòn đảo nhân tạo nói trên. Chính quyền của ông Tập Cận Bình còn ngang nhiên thỏa sức liên tục cho hải quân của Trung Quốc, quân đội của Trung Quốc tập trận trên Biển Đông như bắn đạn thật và phóng tên lửa nhằm thị uy sức mạnh cũng như dương oai với cả các nước láng giềng. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao của Trung Quốc bà Hoa Xuân Oánh thuộc hạ của ông Tập Cận Bình còn mạnh miệng tuyên bố rằng tất cả Biển Đông là của Trung Quốc. Các vùng biển, các hòn đảo to nhỏ, lớn bé nằm trong phạm vi đường lưỡi bò là của Trung Quốc hết, nghiêm cấm bất kỳ ai, bất kỳ nước nào xâm phạm vào vùng địa phận nói trên nếu không muốn bị trả giá đắt. Thưa quý vị, Trung Quốc bất chấp luật pháp của quốc tế và không công nhận phán quyết của Tòa trọng tài thường trực của Liên Hợp Quốc khi tòa tuyên bố không công nhận bản đồ lưỡi bò mà phía Trung Quốc tự vẽ ra và tự thừa nhận. Nhưng thưa quý vị,
từ khi Tổng thống Joe Biden xuất hiện, từ khi ông Biden lên làm Tổng thống Mỹ thì mọi chuyện được thay đổi chóng mặt. Chính quyền của Tổng thống Biden đã khác hẳn với các đời Tổng thống Mỹ trước đây khi ông Biden liên tục giáng những cú đấm sấm sét lên chính quyền của ông Tập Cận Bình. Điển hình nhất là cuộc chiến tranh thương mại Mỹ-Trung, ông Biden đã liên tiếp tung ra những đòn thuế quan khắc nghiệt khiến kinh tế của Trung Quốc khiến ông Tập Cận Bình lao đao. Kinh tế của Trung Quốc bị tụt dốc một cách thảm hại và không phanh. Theo một thống kê mới nhất, kinh tế của Trung Quốc xuống thấp nhất trong vòng 30 năm qua và dưới sự trừng trị của Tổng thống Biden, kinh tế của Trung Quốc đang lao đao và chao đảo. Thưa quý vị, trong 5 tháng đầu năm 2021, các công ty, các tập đoàn lớn trên thế giới đã thay nhau tháo chạy khỏi địa bàn Trung Quốc để tìm những miền đất mới. Kinh tế Trung Quốc tụt dốc thảm hại và đích thân ông Tập Cận Bình đã phải cúi đầu xin ông Biden miễn giảm một phần thuế quan cho hàng hóa của Trung Quốc. Và theo các nhà quan sát cho biết, đó được coi là một chiến thắng ban đầu của đương kim Tổng thống Mỹ ông Joe Biden. Tuy nhiên, chính quyền của ông Tập Cận Bình thì không mong muốn điều này. Trung Quốc muốn ông Biden không đắc cử và muốn ông Biden không làm Tổng thống Mỹ. Và theo một nguồn tin thân cận cho biết, chính quyền của ông Tập Cận Bình muốn Tổng thống Joe Biden Trump thất bại thảm hại ở kỳ bầu cử Tổng thống Mỹ. Thưa quý vị, theo các nhà chuyên môn cho biết, Tổng thống Mỹ Joe Biden không chỉ đánh vào kinh tế của Trung Quốc mà ông còn nhắm tới Biển Đông vì Biển Đông rất quan trọng đến địa chính trị của thế giới. Biển Đông là một trong những tuyến hàng hải quan trọng bậc nhất của nhân loại. Đó cũng là một lý do mà trong suốt thời gian dài vừa qua, Trung Quốc luôn nuôi tham vọng độc chiếm Biển Đông, muốn Biển Đông là của riêng Trung Quốc. Nhưng từ khi Tổng thống Joe Biden xuất hiện, ông đã để ý tới Biển Đông và ông liên tục lệnh cho Bộ Quốc phòng, Hải quân, quân đội của Hoa Kỳ có mặt dày đặc trên Biển Đông để dàn mặt Trung Quốc và ngăn chặn Trung Quốc. Từ khi ông Biden lên làm Tổng thống Mỹ, các tàu khu trục, tàu sân bay và máy bay chiến đấu cũng như lính thủy đánh bộ liên tục xuất hiện ở ngoài Biển Đông để bảo vệ tuyến hàng hải bậc nhất của thế giới, cũng như là ngăn chặn sự bành trướng ngang ngược của phía Trung Quốc để bảo vệ các nước Đông Nam Á ra khỏi sự chèn ép bắt nạt của phía Bắc Kinh. Và thưa quý vị, cũng từ khi có sự xuất hiện liên tục của quân đội Mỹ trên Biển Đông, Trung Quốc luôn hằn học với cả Mỹ. Do đó, các cuộc đụng độ xảy ra liên tục và thường xuyên trên Biển Đông giữa Hải quân Mỹ và Trung Quốc. Nhưng nếu xảy ra một cuộc chiến Biển Đông thì chắc chắn Mỹ sẽ nhấn chìm Trung Quốc chỉ trong một thời gian ngắn, bởi tương quan lực lượng cho thấy đang nghiêng về phía Mỹ rất nhiều. Hải quân, quân đội của Trung Quốc chưa đủ mạnh, chưa đủ sức để chiến đấu với quân đội của Mỹ. Thưa quý vị, chúng ta cùng điểm qua quy mô khổng lồ của hạm đội Thái Bình Dương, hải quân của Mỹ trên Biển Đông để thấy rằng sức mạnh quân đội của Mỹ là như thế nào để cho phía Trung Quốc phải khiếp sợ. Hải quân Mỹ đang là lực lượng hải quân mạnh nhất trên thế giới và chỉ tính riêng hạm đội Thái Bình Dương cũng đã có đội tàu chiến mạnh hơn hầu hết các hải quân của các nước trên hành tinh ghép lại. Được thành lập rất muộn, từ năm 1907, hạm đội Thái Bình Dương ngày nay đã trở thành lực lượng hạm đội bậc nhất và bận rộn nhất trên Biển Đông kể từ sau chiến tranh thế giới thứ hai tới nay. Tổng cộng hiện nay hạm đội 7 Thái Bình Dương của Mỹ đang có quân số khoảng 250.000 quân, bao gồm các thủy thủ, thủy quân lục chiến và không quân hải quân. Lực lượng không quân hải quân của hạm đội 7 Thái Bình Dương có quân số khoảng 2.000 phương tiện, bao gồm đủ các loại máy bay, tàu sân bay và tàu chiến cũng như là lính thủy đánh bộ. Bên cạnh đó, hạm đội 7 Thái Bình Dương của Hải quân Mỹ có tới 200 tàu chiến các loại. Đáng chú ý, căn cứ chính của hạm đội 7 Thái Bình Dương được đặt tại Yokosuka của Nhật Bản. Đây là nơi neo đậu của nhóm tàu sân bay số 5 của hạm đội 7, bao gồm tàu sân bay rồi USS Ronald Reagan cùng các tàu hỗ trợ khác CG-54 và CG-67. Ngoài ra, hạm đội 7 của Hải quân Hoa Kỳ còn có cả quân sự khác đặt tại Nhật Bản cũng như hòn đảo Guam của Mỹ. Trong đó, ở cảng Nhật Bản, nơi mà tập trung rất nhiều tàu đổ bộ tấn công của Mỹ, có thể kể đến như tàu NHD-6, NBN-20, NSD-42. Còn tại khu vực đảo Guam của Mỹ, hạm đội 7 Thái Bình Dương chủ yếu neo đậu các tàu ngầm tại đây. Kể từ sau chiến tranh thế giới thứ hai, hạm đội 7 Thái Bình Dương đã từng tham chiến rất tích cực trong cuộc chiến tranh ở Thái Bình Dương, bao gồm chiến tranh Triều Tiên. Thưa quý vị, Mỹ vừa bắn cháy một tàu sân bay của Trung Quốc thì ngay lập tức phía Trung Quốc lại điều một tàu sân bay tiến vào Biển Đông. Tàu Mỹ và tàu Nhật Bản đã bám sát chiếm hạm của Trung Quốc qua eo biển của Đài Loan. Các cơ quan quốc phòng Đài Loan vừa cho biết, Trung Quốc đã triển khai hai nhóm tàu tác chiến. Tàu sân bay nội địa đầu tiên đi qua eo biển Đài Loan và bám sát ngay sau đó là hạm đội của Mỹ và Nhật Bản. Tàu sân bay nội địa đầu tiên của Trung Quốc còn biết với tên gọi là Chip 002 đã đi qua biển Hoa Đông và eo biển Đài Loan. Đài Loan được cho là đã triển khai cả chiến đấu cơ để phản ứng cũng như theo dõi diễn biến của hoạt động này.
Cách đây ít ngày, truyền thông nhà nước Trung Quốc đã thông báo chiếc tàu sân bay này đã rời khỏi cảng Đại Liên để thực hiện lần thử nghiệm thứ 9 trước khi chính thức được biên chế. Diễn biến trên xảy ra sau khi nhà lãnh đạo của Đài Loan, bà Thái Anh Văn, công bố sẽ tiếp tục tranh cử trong cuộc bầu cử vào năm tới. Thái Anh Văn khiến Bắc Kinh không ưa do liên tiếp kêu gọi độc lập ở Đài Loan và không sáp nhập vào phía Trung Quốc. Bắc Kinh đã kêu gọi Đài Loan là vấn đề quan trọng và nhạy cảm nhất trong quan hệ giữa Mỹ và Trung Quốc. Biển Đông trong thời gian tới chắc chắn sẽ rất dậy sóng bởi vì giữa Hải quân Mỹ và Hải quân của Trung Quốc liên tục ăn miếng trả miếng. Tin chấn động Đông Nam Á, tối hôm qua bất ngờ ông Hun Sen lâm nguy khi quân đội và người dân của nước này tiếp tục nã pháo công kích, phản đối chế độ độc tài thân tàu, làm cho xung đột giữa quân và dân Campuchia và chính quyền ông Hun Sen tiếp tục leo thang. Thưa quý vị, truyền thông của Campuchia cho biết sau một ngày không có tiếng súng, thủ đô Phnom Penh và nơi ở của ông Hun Sen được cho là im lìm, không có khói lửa, không có một tiếng động. Thì vào lúc 19 giờ ngày hôm qua, bất ngờ những quả đại bác của quân đội và người dân Campuchia lại vang lên như sấm sét, làm cho rung chuyển bầu trời Phnom Penh, khiến cho căn cứ quân sự của Trung Quốc và nơi mà ông Hun Sen đang trú ẩn chìm trong khói lửa. Tờ báo nổi tiếng của Campuchia có tên là Phnom Penh Post cho biết, liên tiếp 7 ngày vừa qua, người dân và quân đội yêu nước Campuchia đã đứng lên, nổi dậy, phản đối chính quyền ông Hun Sen. Người dân đất nước Chùa Tháp yêu cầu ông Hun Sen, một là phải từ bỏ chiếc ghế thủ tướng mà ông đã nắm giữ trong vòng 35 năm qua, hai là yêu cầu ông ta, nếu có làm tiếp chức thủ tướng thì phải thay đổi đường hướng để đưa đất nước tiến lên, chứ ông ta mà tiếp tục kết thân với phía Trung Quốc thì nguy cơ mất nước là rất cao. Nhưng sau một tuần bị phe đối lập công kích, ông Hun Sen vẫn bỏ ngoài tai, vẫn bất chấp tất cả những cuộc nổi dậy của người dân. Ông vẫn gọi điện cầu cứu chính quyền của ông Tập Cận Bình để chi viện thêm rất nhiều quân đội, quân lính để bao vây, bắt nạt người dân Campuchia. Và do không chịu được cảnh phản bội, lừa dối từ chính quyền ông Hun Sen nên hôm qua, quân đội và nhân dân đất nước Chùa Tháp này đã tiếp tục đứng lên nổi dậy, phóng tên lửa và bắn đại bác thiêu rụi một căn cứ quân sự của Trung Quốc đặt trên đất của Phnom Penh và một tòa nhà nơi ông Hun Sen đang trú ẩn. Thưa quý vị, theo thông tin từ Bộ Quốc phòng của Campuchia cho biết, sau gần 3 giờ đồng hồ tấn công khốc liệt, gần 10 giờ đêm tối ngày hôm qua, một căn cứ của Trung Quốc đã bị bốc cháy dữ dội, thiêu trụi khoảng 8 xe chuyên dụng quân sự, làm nổ 17 xe tăng, 4 máy bay J-15 tiếp tục bị hư hỏng nặng. Một kho vũ khí phát nổ tan tành, các khu nhà điều hành cũng bị đánh sập. Binh lính, phe ông Hun Sen và phe của phía Trung Quốc điều sang để yểm hộ cũng được cho là tháo chạy toán loạn, trốn hết xuống hầm trú ẩn. Căn nhà mà ông Hun Sen bỏ trốn cũng bị đánh sập, con số thiệt hại được cho là rất kinh khủng. Trước cơ sự đó, người đứng đầu đất nước Chùa Tháp này đã biết mình không thể nào chạy thoát được, cho nên đã đứng ra đầu hàng, viết đơn xin từ chức và điều kiện đó đã được quân đội và người dân đất nước Chùa Tháp này chấp nhận. Tuy nhiên, trong đơn, ông Hun Sen đã trở mặt khi nói rằng, năm nay tôi 68 tuổi, lúc tôi lên làm Thủ tướng Campuchia là lúc tôi 30 tuổi, đã 30 năm. Trải qua bao nhiêu sóng gió, bây giờ tôi muốn đưa đất nước tiến lên phát triển, sánh vai với cả Mỹ, Trung Quốc, Nhật Bản và Nga hay một số nước trên thế giới. Nhưng muốn làm được điều đó, chúng ta phải kết thân với cả phía Trung Quốc, phải nhờ cậy vào chính quyền ông Tập Cận Bình. Đó là lý do vì sao mà trong thời gian dài vừa qua, tôi đã nhượng một số đất đai cho phía Trung Quốc, đổi lại chúng ta được phía Bắc Kinh đầu tư tiền bạc, đầu tư tiền của, xây dựng cầu, cống, điện, đường, trường, trạm cho đất nước của mình. Ông Hun Sen còn nói tiếp, tất cả những gì tôi muốn làm là để đưa đất nước này phát triển vượt bậc, đứng số 1 trong khu vực Đông Nam Á. Tuy nhiên, đến giờ phút này thì tôi cũng không muốn làm thủ tướng nữa, mặc dù trong thâm tâm tôi vẫn muốn làm tiếp 2, 3 hoặc 4 nhiệm kỳ nữa. Để thực hiện được những đường lối mà tôi đã vạch ra với cả bên Trung Quốc, và bây giờ tôi muốn đề cử chính con trai tôi đang làm cấp tướng 4 sao, đang làm tổng tham mưu tư lệnh các lực lượng vũ trang của quân đội Hoàng gia Campuchia lên thay tôi làm thủ tướng. Thưa quý vị, trong bài phát biểu của ông Hun Sen còn rất dài, nhưng chúng tôi chỉ được cung cấp đến đoạn như vậy. Các đoạn tiếp theo chúng tôi sẽ thu thập và gửi cho quý vị và các bản tin tiếp theo. Nhưng được biết, qua lời trăn trối của ông ta, quân đội và người dân yêu nước Campuchia cho rằng không thể nào chấp nhận được và cũng không thể nào tin được lời của ông Hun Sen nói ra. Vì đến giờ phút này, ông Hun Sen vẫn tham quyền cố vị khi muốn nhận phần cho người con trai của mình làm thủ tướng của Campuchia. Khi mà ông quyết định về hưu, người ta nói rồi, cha nào con đấy, và nếu đúng như vậy thì không khác nào trao trứng cho ác, và đất nước Chùa Tháp này lại tiếp tục trong cảnh lầm than. Bởi vì trong thời gian làm trong quân đội Hoàng gia Campuchia, người con trai đầu tiên của ông được cho là rất thân cận với cả phía Trung Quốc. Thưa quý vị, theo một số người dân thủ đô Phnom Penh cho biết,
Sau 35 năm lên nắm quyền đất nước Campuchia, ông Hun Sen được cho là đã đút túi không biết bao nhiêu tiền của cải vật chất khi đã bí mật nhận những khoản tiền được cho là cách xù từ phía Bắc Kinh. Đổi lại, 1/4 đất nước Campuchia ở thời điểm hiện tại đã thuộc về tay quân đội của Trung Quốc và không biết chừng nào nếu để cho ông ta làm thủ tướng tiếp thì đất nước Campuchia sẽ thuộc về Trung Quốc đại lục. Ông Hun Sen được cho là một người tham quyền cố vị, tham lam vô độ khi ông ta lợi dụng người dân, lợi dụng quân đội để đưa 3 người con trai của mình nắm giữ những chức vụ to nhất ở đất nước. Đến con rể của ông Hun Sen bây giờ cũng đang làm phó giám đốc cảnh sát Campuchia. Thưa quý vị, theo tờ báo New York Times của Mỹ cho biết, Thủ tướng Hun Sen đã bổ nhiệm con rể của mình làm phó cảnh sát trưởng của quốc gia đất nước chùa tháp này. Động thái được các nhà quan sát cho là nhằm tiếp tục củng cố quyền lực trước cuộc bầu cử giữa năm nay. Tờ báo của Mỹ còn cho biết Thủ tướng Hun Sen muốn củng cố kiểm soát đối với cả chính phủ và giới doanh nghiệp Campuchia. Việc bổ nhiệm con rể là một phần trong nỗ lực này. Người phát ngôn Bộ Nội vụ Campuchia, ông Shao Phik, người được cho là tay chân thân tín của ông Hun Sen đã lên tiếng bênh vực việc bổ nhiệm này. Thưa quý vị, theo truyền thông của Campuchia cho biết, 3 người con trai của ông Hun Sen trước đây đã được cử đi du học ở châu Âu và châu Mỹ. Còn bây giờ họ đang giữ những chức vụ được cho là rất to trong triều đại chính quyền ông Hun Sen. Ông có 4 người con, 3 người con trai và 1 người con gái. Con trai cả của ông Hun Sen mới được thăng chức làm tướng 4 sao. Trong khi con trai thứ 2 là trung tướng và con trai thứ 3 là nghị sĩ trẻ nhất Campuchia. Bộ trưởng Quốc phòng Campuchia, ông Thai Panh mới đây đã thông báo, ông Hulmanet, con trai cả của Thủ tướng Hun Sen, đã chính thức được thăng hàm tướng 4 sao, trở thành Tổng tham mưu trưởng và tư lệnh các lực lượng vũ trang Hoàng gia Campuchia. Đặc biệt, ông Manet tiếp nhận chức vụ mới trong khi vẫn đảm nhiệm các trọng trách cũ, bao gồm phó chỉ huy đơn vị, vệ sĩ của Thủ tướng Campuchia và người đứng đầu đơn vị chống khủng bố của Bộ Quốc phòng. Con trai cả của ông Hun Sen, người từng tốt nghiệp Học viện quân sự West Point danh giá của Mỹ, sẽ thay thế tướng Khun Kim và tướng Sophia. Hai vị tướng này đã thôi chức, theo giới chức thân cận và những người tay chân của Thủ tướng Hun Sen cho biết. Bộ Quốc phòng Campuchia đều đặt niềm tin và năng lực của con trai ông Hun Sen. Bên cạnh đó, Bộ Quốc phòng của Campuchia cũng phủ nhận việc bổ nhiệm trên dựa vào vai vế, gia thế của ông Hun Sen là hoàn toàn sai trái. Còn người con trai thứ hai của ông Hun Sen đã từng đi du học nước ngoài và đã trải qua nhiều chức vụ khác nhau trong quân đội. Hồi năm ngoái, con trai thứ hai của Thủ tướng Hun Sen đã được bổ nhiệm trở thành Tổng cục trưởng Tổng cục Tình báo. Theo sự bổ nhiệm của Thủ tướng ông Hun Sen, tính tới nay, người con trai thứ hai của ông Hun Sen còn kiêm các chức vụ như Phó Chủ tịch Ủy ban giải quyết biểu tình đình công, Phó Tổng thư ký Ủy ban giải quyết tranh chấp đất đai và Phó Chánh văn phòng Thủ tướng Chính phủ và Phó Chủ nhiệm Ủy ban giám sát Trung ương Đảng Nhân dân Campuchia cầm quyền. Các quan chức thân cận với ông Hun Sen thì cho rằng, việc hai người con trai của ông được thăng chức cũng như đảm nhiệm nhiều chức vụ quan trọng trong đảng và trong quân đội đã giúp ông trở thành cánh tay phải đắc lực cho chính cha của mình. Còn người con trai thứ ba cũng là người con trai út của Thủ tướng Hun Sen, đang là nghị sĩ trẻ nhất của Campuchia, đại diện cho tỉnh Kampon và là ngôi sao sáng giá trên trường chính trị quốc gia này. Được biết, người con trai út thứ ba của Thủ tướng ông Hun Sen mới 30 tuổi nhưng đã đảm nhiệm chức vụ Phó Chánh văn phòng nội các và là người lãnh hội Hội Thanh niên Đảng cầm quyền, từng du học tại Pháp, Mỹ, Australia, Canada, Anh. Người con trai thứ ba của ông Hun Sen đã sở hữu cho mình rất nhiều tấm bằng cử nhân như khoa học, chính trị, bằng thạc sĩ quan hệ quốc tế, bằng thạc sĩ luật và bằng thạc sĩ ngoại giao. Vâng, thưa quý vị, chỉ cần nhìn ra thế của 4 người con của ông Hun Sen cũng như con rể, con dâu của ông Hun Sen, chúng ta đã thấy được rằng là ông Hun Sen đang thôn tính tất cả đất nước Campuchia là thuộc về gia đình của nhà ông và việc kết thân với phía Trung Quốc chỉ để làm cho gia đình của nhà ông thêm bề thế cũng như là vững chắc trước quân đội và người dân của Campuchia. Vì thế, quân và dân Campuchia muốn phế truất được chiếc ngai vàng, chiếc ghế thủ tướng của ông khi mà ông đã đương đương chính chính đương nhiệm được 35 năm vừa qua thật sự là đang rất khó khăn. Được biết, vào hồi tuần trước, ông Hun Sen vừa làm lễ kỷ niệm 35 năm cầm quyền tại đất nước Campuchia và đích thân ông cũng nói về việc sẽ tiếp tục đảm đương chức vụ thủ tướng của đất nước này thêm 3-4 nhiệm kỳ tới. Mà mỗi nhiệm kỳ tại đất nước Campuchia kéo dài đến 6 năm, như vậy là ông muốn làm thêm 20-25 năm nữa, tức là lúc ông gần 90 tuổi. Theo nguồn tin từ Bộ Quốc phòng của Campuchia cho biết, con trai lớn của ông Hun Sen đang giữ chức chuẩn tướng, có tên là Hulmanet.
Là phó chỉ huy trưởng lực lượng vũ trang trong nhiều năm qua, ông được xem là người kế vị thủ tướng. Như vậy, chắc chắn nếu như ông Hun Sen từ bỏ chức thủ tướng đất nước Campuchia, thì người kế nhiệm chắc chắn là con trai cả của ông ta, tên là Hun Manet. Đụng độ nảy lửa, tàu chiến của Úc bắn cháy 4 tàu Trung Quốc ở Biển Đông. Thưa quý vị, Bộ Quốc phòng của Australia xác nhận tàu chiến của nước này đã bị một nhóm tàu của Trung Quốc bí mật theo dõi bám đuôi trong quá trình làm nhiệm vụ trên Biển Đông. Theo tiết lộ của một vị tướng trong Bộ Quốc phòng của Úc xác nhận với hãng Reuters rằng đã có sự chạm trán cũng như va chạm mạnh giữa tàu chiến của chúng tôi với nhóm tàu hung dữ của Hải quân Trung Quốc trong suốt quá trình làm nhiệm vụ trên khu vực Ấn Độ-Thái Bình Dương. Vị tướng còn tiết lộ thêm, lúc đó tàu của chúng tôi có tới 1.500 binh sĩ cùng nhiều thủy thủ đoàn với nhiều máy bay ném bom và tên lửa cùng với ngư lôi phóng hỏa. Còn phía Trung Quốc có khoảng 40 tàu chiến các loại, chúng lao đi rất nhanh và còn dàn trận bao vây tàu của chúng tôi. Phía Trung Quốc còn hăm dọa sẽ phóng tên lửa cho chìm tàu của chúng tôi, buộc chúng tôi phải phóng ngư lôi khai hỏa và cuộc đụng độ nảy lửa đã thiêu trụi 4 tàu hải cảnh của phía Trung Quốc. Nhận thấy không đủ sức mạnh chiến đấu với các thủy thủ đoàn và binh lính cũng như vũ khí tối tân hiện đại bậc nhất của chúng tôi, nhóm tàu của Trung Quốc đã vội vã rút quân và không cho bám theo tàu của chúng tôi nữa. Thực hư mà nói thì nhóm tàu của phía Trung Quốc chỉ hung hăng và ngỗ ngược, chứ chúng không thể làm gì được bởi vì chúng quá nhỏ bé so với con tàu hiện đại bậc nhất của chúng tôi. Thưa quý vị, theo một vị sĩ quan chỉ huy bộ phận không quân trên tàu đổ bộ trực thăng HMAS của Hải quân Australia, sĩ quan Owen nói với cả hãng ABC News rằng nhóm tàu đặc nhiệm của Hải quân Hoàng gia Australia đã thực hiện 12 chuyến đi qua eo biển Đài Loan và tiến vào Biển Đông để thách thức Trung Quốc bởi vì trong thời gian dài vừa qua, Bắc Kinh đã có những hành động ngang ngược bành trướng trên Biển Đông, bất chấp các nước trên thế giới cũng như luật pháp của quốc tế. Chúng tôi là đồng minh của Mỹ, Nhật và Anh. Chúng tôi nhận thấy rằng an ninh trong khu vực Biển Đông, nhất là khu vực Đông Nam Á, eo biển Đài Loan và vùng biển Hoa Đông đang rất dậy sóng và an ninh đang bị đe dọa một cách nghiêm trọng. Và vị sĩ quan chỉ huy trong Bộ Quốc phòng Hải quân Hoàng gia Australia nhấn mạnh rằng tất cả là do sự tham vọng của phía Trung Quốc, tất cả là do phía Bắc Kinh và tất cả là do chính quyền ông Tập Cận Bình gây ra. Bởi vì Trung Quốc muốn chiếm trọn Biển Đông, muốn chiếm trọn biển Hoa Đông và eo biển Đài Loan, cho nên Trung Quốc mới bành trướng để thị uy sức mạnh dương oai với cả các nước trong khu vực, để dễ bể, trị nạt và bắt nạt hăm dọa. Và cuối cùng là Trung Quốc muốn chiếm đóng Biển Đông, biển Hoa Đông và eo biển Đài Loan thành ao nhà của phía Bắc Kinh. Vì vậy, Australia kêu gọi các nước đồng minh, đặc biệt là hải quân của các nước như Mỹ, Anh, Pháp, Nhật, Ấn Độ, Nga và các nước trong khu vực Đông Nam Á như Philippines, Malaysia và Brunei hãy nghiêm túc và thể hiện một sự quyết liệt để ngăn chặn lại sự bành trướng của phía Trung Quốc, chặn đứng và đập tan âm mưu xâm chiếm Biển Đông của chính quyền ông Tập Cận Bình một cách gấp gáp. Thưa quý vị, theo giới quan sát cho biết tàu chiến mang tên lửa dẫn đường của Australia một lần nữa đi qua Biển Đông đều bị hải quân của Trung Quốc cho rất nhiều tàu thuyền ra bám đuôi, bí mật theo dõi cũng như hăm dọa đưa ra các thông báo, cảnh báo cũng như xua đuổi và chuyện gì đến sẽ đến. Cuộc đụng độ nảy lửa ắt sẽ xảy ra trên Biển Đông và cuộc xung đột đó Trung Quốc luôn giành phần thua bởi vì các tàu chiến, tàu khu trục, tàu sân bay của các nước như Mỹ, Anh, Pháp, Đức, Nhật thuộc top tối tân hiện đại bậc nhất của thế giới và trên tàu chứa rất nhiều vũ khí khí tài hiện đại như máy bay chiến đấu, máy bay ném bom, tên lửa, ngư lôi phóng hỏa và lính thủy đánh bộ sẵn sàng khai hỏa cũng như sẵn sàng chiến đấu đánh sập hải quân của Trung Quốc chỉ trong một thời gian cực ngắn. Vì thế, hải quân của Trung Quốc khi xảy ra xung đột sẽ thất bại thảm hại trên Biển Đông. Thưa quý vị, theo tờ báo China Post của Trung Quốc cho biết, ngay sau khi xảy ra vụ nổ lớn, khi tàu chiến hiện đại bậc nhất của Úc bắn cháy 4 tàu hải cảnh của Trung Quốc ở Biển Đông, phía Trung Quốc đã nổi giận đùng đùng. Bộ trưởng Bộ Quốc phòng của Trung Quốc, ông Nguyễn Phượng Hòa đã tuyên bố rằng Trung Quốc sẽ không để yên cho tàu Australia, Trung Quốc sẵn sàng khai hỏa đánh chìm tàu của Úc. Cũng theo tờ báo China Post của Trung Quốc, lời ông Nguyễn Phượng Hòa, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng của Trung Quốc nhấn mạnh rằng Trung Quốc chưa bao giờ đi xâm lược các nước khác, vậy mà tàu của nước ngoài, đặc biệt là tàu chiến của Úc đã xâm phạm vào vùng biển của chúng tôi và dám bắn cháy 4 tàu của Trung Quốc, Úc sẽ phải trả giá cho những hành động ngông cuồng của mình trên Biển Đông. Và ông Nguyễn Phượng Hòa còn tuyên bố mạnh miệng rằng lịch sử đã chứng minh và sẽ tiếp tục chứng minh Trung Quốc sẽ không theo một con đường bá quyền và Trung Quốc sẽ đánh bại bất kỳ ai, bất kỳ nước nào xâm phạm đến vùng chủ quyền, đến vùng lãnh hải và lợi ích của Trung Quốc ở ngoài Biển Đông. Thưa quý vị, có một cái tin rất hay.
Và rất là đáng mừng khi tàu hải quân lớn nhất Australia sẽ đến thăm Việt Nam. Và theo các nhà quan sát cho biết, hai tàu hải quân lớn nhất Hoàng gia Australia mang nhãn hiệu HMIS Cooper và HMIS Newcastle với 1.000 thủy thủ đoàn đã có chuyến thăm một số nước Đông Nam Á trong khuôn khổ hợp tác hải quân giữa các nước. Đó là một vinh dự và là một điều tuyệt vời đối với các nước Đông Nam Á. Thưa quý vị, chuyến thăm cũng nằm trong khuôn khổ chương trình nỗ lực Bình Dương năm 2021 được Australia tổ chức tại một số nước trong khu vực như Sri Lanka, Ấn Độ, Malaysia, Thái Lan, Singapore và Indonesia. Tham gia có đội tàu tại cảng quốc tế Cam Ranh, có đại diện Bộ Tư lệnh Hải quân, Bộ Chỉ huy Quân sự, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Khánh Hòa, Cục Đối ngoại, Bộ Quốc phòng và Sở Ngoại vụ tỉnh Khánh Hòa. Trong thời gian chuyến thăm, Bộ Chỉ huy trên hai con tàu lớn hiện đại bậc nhất của Australia sẽ chào lãnh đạo Ủy ban Nhân dân tỉnh Khánh Hòa. Đại sứ Australia cho biết, Hải quân của Australia đã điều hai tàu cỡ lớn bậc nhất của Úc đến thăm cảng Cam Ranh trong lần này, thể hiện sự quan hệ sâu sắc giữa hải quân hai nước và trong mối quan hệ quốc tế trên cơ sở hiểu biết và tin cậy lẫn nhau. Đây là cơ hội và là một dịp thật là tuyệt vời để củng cố mối quan hệ tốt đẹp giữa nhân dân hai nước. Australia luôn luôn chào đón các cơ hội mở rộng hợp tác quốc phòng an ninh với Việt Nam và chuyến thăm tàu lần này khẳng định Việt Nam là một đối tác quan trọng của Australia trong khu vực. Theo hãng Reuters cho biết, hai tàu chiến hiện đại bậc nhất của Australia cũng như hiện đại bậc nhất của thế giới mang nhãn hiệu HMIS Cooper và HMIS Newcastle đã đi qua eo biển Đài Loan, tiến vào Biển Đông và đến Vịnh Cam Ranh. Sau một hành trình đầy vất vả khi phải chống chọi với cả một nhóm tàu của Trung Quốc hung dữ gồm 40 tàu chiến các loại, sau đó mới đi được vào cảng của Việt Nam. Được biết, hai con tàu trên là con tàu cỡ lớn được đóng tại Hải quân Hoàng gia Australia, có nhiệm vụ song song, nó được tích hợp hệ thống đổ bộ trên không và đường biển phức tạp. Nó là một trong những con tàu hiện đại bậc nhất trên thế giới, đồng thời đem lại cho chính phủ Australia năng lực thực hiện các nhiệm vụ hỗ trợ nhân đạo và cứu trợ thảm họa trên khu vực biển Ấn Độ Dương và Thái Bình Dương. Hai con tàu mang tên lửa cũng như tất cả các vũ khí tối tân hiện đại và rất nhiều máy bay ném bom và máy bay chiến đấu. Nó có nhiệm vụ tác chiến ngầm và trinh sát. Nó có thể đánh chặn các tàu sân bay của các nước khác. Vì thế, khi nó đi qua eo biển Đài Loan cũng như tiến vào Biển Đông, hai tàu của Australia đã không sợ hãi trước một nhóm tàu rất hung dữ và đông của Trung Quốc. Thưa quý vị, tình hình Biển Đông vẫn còn rất dậy sóng khi mục đích tham chiếm Biển Đông của phía Trung Quốc vẫn chưa dừng lại. Và cuộc đấu tranh chống lại, ngăn chặn lại sự bành trướng cũng như là những âm mưu, thủ đoạn độc chiếm Biển Đông của phía Trung Quốc từ Mỹ và đồng minh của Mỹ như Anh, Pháp, Đức, Australia, Nhật Bản và Nga trong thời gian vừa qua đã hiện diện dày đặc trên Biển Đông để đe dọa Trung Quốc cũng như ngăn chặn phía Trung Quốc không được bành trướng trên Biển Đông nữa. Tin chấn động toàn nước Mỹ, đêm hôm qua bất ngờ Trung Quốc nổi cơn tâm bành bắn hạ một máy bay F-35 của Mỹ ở Biển Đông, đẩy căng thẳng giữa Washington và Bắc Kinh lên mức độ báo động. Thưa quý vị, truyền thông của Trung Quốc cho biết người đứng đầu chính phủ Bắc Kinh, ông Tập Cận Bình đang rất vui mừng khi hôm qua không quân của nước này đã cho bắn cháy một chiếc máy bay không người lái của Mỹ ở eo biển Đài Loan, nơi tiếp giáp với cả Biển Đông. Tờ báo Bưu điện Hoa Nam của Trung Quốc cho biết, một tuần trở lại đây, các quan chức trong chính quyền của ông Tập Cận Bình ăn không ngon, ngủ không yên khi liên tục bị các nước lớn như Italia, Tây Ban Nha, Triều Tiên và Mỹ liên tục cho tên lửa và bom không kích Bắc Kinh. Nhưng vào khoảng 22 giờ đêm hôm qua, chính quyền của ông Tập Cận Bình đã ăn mừng khi đêm qua một chiếc máy bay siêu hạng F-35 của Mỹ bốc cháy dữ dội ở ngoài Biển Đông bởi nó trúng một loạt các tên lửa của không quân Trung Quốc. Tờ báo Trung Quốc cho biết, trước sức ép kinh hoàng từ các nước phương Tây, Liên minh châu Âu và Mỹ, quân đội, chính quyền ông Tập Cận Bình đêm hôm qua đã nổi cơn tam bành cho tàu sân bay Liêu Ninh cùng một đội tàu quân hùng mạnh của Hải quân nước này đã cho nã 9 quả tên lửa bắn rơi một chiếc máy bay không người lái của Mỹ để trả thù. Và cuộc trả đũa trên đã vô tình đẩy căng thẳng giữa Washington và Bắc Kinh lên mức độ cảnh báo cao nhất. Thưa quý vị, truyền thông của Trung Quốc cho biết, cuộc công kích đêm ngày hôm qua đã làm cho người đứng đầu chính phủ Trung Quốc, chủ tịch nước ông Tập Cận Bình hả hê và vui sướng. Ngay lập tức, ông Tập đã cho ăn mừng khi người đứng đầu của đất nước tỷ dân này cho rằng hôm qua chính quyền của ông đã có hai chiến thắng vang dội làm cho các nước trên thế giới phải kính nể và làm cho Mỹ phải khiếp sợ. Trong một bài phát biểu mới nhất đêm ngày hôm qua, Chủ tịch Trung Quốc ông Tập Cận Bình đã nói trước truyền thông Trung Quốc và truyền thông của thế giới rằng Bắc Kinh đang ăn mừng hai chiến thắng vang dội. Một là quân đội của nước này đã bắn rơi một chiếc máy bay không người lái của không quân Mỹ ở ngoài Biển Đông, làm cho hải quân, quân đội Hoa Kỳ chạy tán loạn.
Hai là Trung Quốc đã khống chế được dịch bệnh thành phố Vũ Hán của Trung Quốc sau gần 3 tháng bị phong tỏa, thì bây giờ dịch bệnh đã bị phía Bắc Kinh khống chế. Ông Tập Cận Bình cho rằng đó là những chiến thắng vang dội mà Bắc Kinh làm được trong thời gian vừa qua. Và sắp tới, Trung Quốc sẽ vươn lên đứng ngôi vị số 1 trên thế giới thay cho Mỹ, và lúc đó quyền sinh quyền sát sẽ thuộc về tay phía Trung Quốc. Các nước trên thế giới sẽ phải kính nể phía Bắc Kinh. Thưa quý vị, ngay sau khi bắn cháy chiếc máy bay F-35 của Không quân Hoa Kỳ, người phát ngôn Bộ Ngoại giao của Trung Quốc đại diện là bà Hoa Xuân Ánh, tay chân thân tín của ông Tập Cận Bình đã trực tiếp lên tiếng nói rằng yêu cầu Hoa Kỳ rút ngay toàn bộ tàu thuyền và máy bay ra khỏi eo biển Đài Loan, bởi vì eo biển này thuộc về phía Trung Quốc. Bà Hoa Xuân Ánh còn nhấn mạnh rằng ngoài eo biển Đài Loan thì các vùng biển ngoài Biển Đông, ví dụ như 7 hòn đảo nhân tạo và con đường 9 đoạn mà Trung Quốc vạch ra ngoài Biển Đông đều thuộc về phía Bắc Kinh, yêu cầu Hải quân Không quân của Hoa Kỳ cũng như tàu thuyền của các nước tránh xa những vùng đặc quyền kinh tế và vùng lãnh hải của Trung Quốc đi, nếu không sẽ bị bắn bỏ. Tiếp đó, người phát ngôn Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Trung Quốc ông Ngụy Phụng Hòa cũng đã lên tiếng chỉ trích các nước phương Tây như Italia, Tây Ban Nha, Anh, Pháp và đặc biệt là Mỹ trong thời gian vừa qua đã liên tục uy hiếp Bắc Kinh, và ông nói rằng Trung Quốc sẽ không bao giờ để cho các nước phương Tây cũng như là Mỹ đe dọa đến an ninh chủ quyền, đến vùng đặc quyền kinh tế của Trung Quốc ở ngoài Biển Đông. Và bất kỳ một ai, bất kỳ một nước nào mà dám xâm phạm vào vùng đặc quyền kinh tế của Trung Quốc đều bị xóa sổ và đều bị san phẳng. Kính thưa quý vị, theo tờ báo Tokyo của Nhật Bản cho biết, tình hình căng thẳng giữa Mỹ và Trung Quốc liên tục gia tăng trong những ngày vừa qua. Chính quyền Tổng thống ông Joe Biden cũng đang trong tình trạng mất ăn mất ngủ khi cùng một lúc ông phải nghe hai tin được cho là sét đánh. Đó là tình hình ngoài Biển Đông, một chiếc máy bay không người lái của Không quân Hoa Kỳ đã bị phía Trung Quốc điên cuồng cho bắn hạ. Tin thứ hai làm cho ông Biden đang rất đau đầu, đó là việc con virus Trung Quốc đang hoành hành tại nước Mỹ khi vào rạng sáng ngày hôm nay, Bộ Y tế của Mỹ ra một thông báo khá sốc, đó là Hoa Kỳ đang có số ca nhiễm COVID cao nhất thế giới, với con số lên tới 185.000 người nhiễm, và đó là một con số hết sức đáng báo động. Mỹ đã vượt qua số ca nhiễm ở Trung Quốc và Italia chỉ sau 24 tiếng đồng hồ. Truyền thông của Mỹ cho biết đó là một tin khá sốc cho chính quyền Tổng thống Mỹ, ông Joe Biden nói riêng và toàn bộ các nước trên thế giới nói chung. Một thông tin tiết lộ rằng hiện tại Tổng thống Biden đang rất tức giận. Ông liên tục đổ lỗi cho phía Bắc Kinh, cho chính quyền của ông Tập Cận Bình khi cho rằng chính Trung Quốc là nguyên nhân gây ra những hiểm họa khôn lường này cho toàn thể nhân loại. Ông Biden không gọi virus corona bằng cái tên mà Tổ chức Y tế Thế giới WHO đặt ra, mà Tổng thống Mỹ liên tục gọi nó là con virus Vũ Hán, virus của Trung Quốc hay con virus Tập Cận Bình, vì ông cho rằng nó xuất phát từ Trung Quốc mà ra. Ông đang nghi ngờ rằng chính quyền của ông Tập đang có những âm mưu gì đó mà để sổng con virus Trung Quốc này lây lan tràn khắp hơn 190 quốc gia vùng lãnh thổ trên toàn thế giới này. Phía Mỹ cho rằng phải dập tắt ngay con virus Trung Quốc này đi, bởi vì nó đang làm điêu đứng, đảo lộn, tăng thương cho nhiều nước trên thế giới. Và trong lúc tức giận, Tổng thống Mỹ ông Joe Biden nói rằng Trung Quốc phải gánh chịu mọi trách nhiệm khi đã chủ quan để cho con virus Vũ Hán lây lan ra khắp thế giới này. Bắc Kinh phải bị trừng trị, phải bị trả giá đắt. Chính quyền của ông Tập Cận Bình phải nhận một kết cục đau thương và phải bị xóa sổ bởi vì đã gây ra tình cảnh đau thương này cho nhân loại. Các tin tức liên quan tới tình hình Biển Đông, liên quan tới chiến sự giữa Mỹ và Trung Quốc và Triều Tiên hay Trung Quốc và Campuchia. Tin cực kỳ khẩn cấp, đêm hôm qua, bất ngờ cả Đông Nam Á choáng váng khi nghe tin Trung Quốc điều gấp 11.000 binh lính mang theo rất nhiều vũ khí hạng nặng giải cứu chính quyền ông Hun Sen trước sự nổi dậy lớn mạnh của quân dân yêu nước đất nước Campuchia. Thưa quý vị, truyền thông Phnom Penh cho biết tình hình chiến sự ở Campuchia đang hết sức căng thẳng và đáng báo động khi đêm ngày hôm qua vào lúc 21 giờ 15 phút, quân đội và người dân yêu nước Campuchia đã đánh sập tòa nhà thị chính ở thủ đô Phnom Penh nhằm phế truất thủ tướng bù nhìn nước này, ông Hun Sen. Và trước sự nổi dậy lớn mạnh của người dân cũng như quân đội của đất nước Campuchia trong 3 tuần vừa qua, chính quyền của ông Hun Sen đã bị cô lập và bị phong tỏa. Thưa quý vị, theo các nhà quan sát cho biết, mặc dù không còn có sự lựa chọn nào khác và bị dồn vào chân tường, nhưng chính quyền ông Hun Sen vẫn nhất quyết không chịu từ bỏ chức thủ tướng. Ngay lập tức, ông ta đã lần thứ 3 trong vòng một tuần gọi điện cầu cứu chi viện từ chính quyền ông Tập Cận Bình, người được cho là luôn luôn đứng đằng sau ra tay giúp sức chính quyền ông Hun Sen khi gặp những bất trắc. Đổi lại, chính quyền của Trung Quốc sẽ thâu tóm được một số tỉnh thành của Campuchia để biến nơi đây thành thuộc địa của người Trung Quốc.
Và khi nhận được cú điện thoại cầu cứu gấp, chính quyền của ông Tập Cận Bình đã ngay lập tức điều một tàu chiến mang theo tên lửa dẫn đường và 11.000 binh lính mang theo vũ khí hạng nặng tiến vào thủ đô Phnom Penh để vây hãm quân đội và người dân của nước này. Lập tức hai bên đã xảy ra đụng độ, tiếng súng được cho là đã nổ khắp thủ phủ nơi ông Hun Sen đang cầu cứu. Những tiếng nổ lớn của đại bác, bom và pháo của xe tăng đã làm rung chuyển một vùng trời của Campuchia. Tờ báo Phnom Penh trích dẫn lời một vị chỉ huy trong quân đội Hoàng gia Campuchia, người được cho là chống lại chính quyền ông Hun Sen cho biết, do biết trước được sẽ có sự giúp sức từ phía quân đội của Trung Quốc, nên quân và dân yêu nước của đất nước chúng tôi đã huy động tối đa lực lượng gồm 70 xe bọc thép, 9 máy bay ném bom, 120 quả đại bác cùng 15.000 quân dân cùng xuất kích, tiêu diệt mục tiêu phản đối chính quyền thân với Tàu Cộng, phá tan một căn cứ quân sự mà phía Trung Quốc đang cho đồn trú trên đất của Campuchia. Ngay sau đó, Trung Quốc tiếp tục điều động thêm 3 máy bay J-15 và 2 máy bay J-20 bắn tên lửa và dội bom, làm cho trận chiến càng trở nên khốc liệt. Tuy nhiên, với lòng yêu nước và sự quyết tâm cao, sau 3 giờ 30 phút, quân của ông Hun Sen và phía Trung Quốc đã bị đánh cho tan tành. Một căn cứ của Trung Quốc đã bị thiêu trụi. Các vũ khí của Bắc Kinh và ông Hun Sen đã bị tịch thu. Chính quyền của ông Hun Sen một lần nữa đã khuất phục trước những người dân chính nghĩa của đất nước chùa tháp này. Thưa quý vị, theo tờ báo Viên Chăn của Lào cho biết, đây là lần thứ 3 mà chính quyền ông Tập Cận Bình đã điều thêm quân lính cũng như vũ khí hạng nặng, máy bay, xe tăng để giải cứu, ứng cứu cho chính quyền ông Hun Sen trước sự nổi dậy ngày một lớn mạnh của quân dân yêu nước Campuchia. Nghe đến đây, có rất nhiều quý vị và các bạn sẽ đặt câu hỏi thắc mắc rằng tại sao mỗi khi xảy ra đụng độ, xung đột căng thẳng giữa chính quyền ông Hun Sen và quân đội cũng như người dân đất nước Campuchia thì chính quyền ông Tập Cận Bình lại ra tay ứng cứu, giải cứu gấp. Xin thưa với quý vị rằng, trong những năm vừa qua, Trung Quốc đã ủ âm mưu thâu tóm khu vực Đông Nam Á để vươn lên trở thành số 1 của thế giới, thay thế cho Mỹ. Kế hoạch đó xuất phát từ người đứng đầu Đảng Cộng sản Trung Quốc, ông Tập Cận Bình. Chính vì vậy, phía Bắc Kinh đã ra sức nhòm ngó tới một số nước trong khối ASEAN và Trung Quốc đã nhòm ngó để mắt tới hai nước ở trong khu vực, đó là Campuchia và Philippines. Vì ông Thủ tướng Hun Sen của Campuchia và Tổng thống Duterte của Philippines là những kẻ tham lam vô độ, tham quyền, cố vị độc đoán với cả người dân và là những kẻ háo sắc ham tiền. Chính vì lẽ đó mà Trung Quốc mới dễ bề mua chuộc. Thưa quý vị, theo giới quan sát cho biết, chính quyền của ông Tập Cận Bình đã rất thành công khi thôn tính và thâu tóm được hai nước trên. Và bây giờ, hai nước Campuchia và Philippines được cho là thuộc hạ của Trung Quốc, tay sai của Bắc Kinh. Khi những vị trí quân sự chủ chốt trên đất nước hai nước này, cũng như là hệ thống lưới điện hay điện đường, trường trạm của hai nước đều do phía Trung Quốc cai quản và có toàn quyền quyết định. Trong những năm vừa qua, tất cả các vị trí chủ chốt trên đất của hai nước này đều thuộc về tay phía Trung Quốc đại lục. Trung Quốc những năm vừa qua đã đổ không biết bao nhiêu tiền của và công sức vào đất nước Campuchia, để bây giờ 1/4 lãnh thổ của đất nước chùa tháp này đã thuộc về tay của người Trung Hoa. Và chính quyền ông Tập Cận Bình không muốn mình là kẻ thua cuộc, không muốn bị quân và dân yêu nước của Campuchia đánh sập. Cho nên, mỗi khi có biến hay có những cuộc đụng độ, có tin loan báo từ chính quyền ông Hun Sen, thì ngay lập tức chính quyền của phía Trung Quốc cho điều rất nhiều binh lính, quân đội, vũ khí, trang thiết bị, máy bay, xe tăng và tàu chiến để sang đàn áp người dân Campuchia, áp giải quân đội và để giải cứu chính quyền ông Hun Sen. Thưa quý vị, Bắc Kinh làm như vậy là để gây dựng lòng tin đối với cả chính quyền ông Hun Sen và Tổng thống Duterte của Philippines. Mục đích là để dễ bề sai khiến và cai trị. Trung Quốc muốn chính quyền của ông Duterte của Philippines và Thủ tướng ông Hun Sen của Campuchia phải dựa vào phía Trung Quốc. Mục đích của chính quyền ông Tập Cận Bình là bước đầu khống chế hai nước, sau đó là khống chế khu vực châu Á-Thái Bình Dương, tiếp đến là thống trị thế giới thay cho Mỹ. Đó là ý nguyện của người đứng đầu Đảng Cộng sản Trung Quốc, ông Tập Cận Bình. Tuy nhiên, người tính không bằng trời tính, do vậy mà dịch bệnh Covid đang làm tan lụi phía Trung Quốc trong 2 tháng vừa qua, làm cho Bắc Kinh đang tê liệt và kiệt quệ.
nhiều nhà quan sát cho biết đó là cái giá phải trả cho lòng tham vô đáy của chính quyền ông Tập Cận Bình. Và bây giờ, chính ông đang phải nhận những kết cục đau thương. Các nhà quan sát cho biết, hiện tại đất nước Campuchia đang rất rối ren bởi vì có sự nhúng tay và can thiệp từ chính quyền ông Tập Cận Bình. Trung Quốc là mối đe dọa trong khu vực. Bắc Kinh cũng là nguồn khởi xướng cho những sự rắc rối trên thế giới. Và nội dung chiến sự ở đất nước Campuchia còn rất dài. Tuy nhiên, thời lượng chương trình thì không cho phép.